Phim Người Mạo Hiểm, Bá Chủ Thời Gian. Tập phim Nếu Chuông Không Bao Giờ Reo. Chỉ một cuộc gọi hôm nay thôi cũng có thể là một phát minh lịch sử cho tương lai. Khi chúng ta gọi điện, sóng điện từ được phát đi trong không gian. Xin lỗi vì đã cắt ngang. Thầy muốn dự giờ kỳ thi cuối kỳ thôi. Em cứ tiếp tục đi phải không? Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thu sóng này và phát lại. Và vậy là chúng ta đã có một phát minh lịch sử. Thầy nghĩ là túi của em kêu đấy. Phải không? Em nên nghe nó đi chứ hả? Em biết quy định về sử dụng điện thoại trong giờ học của trường rồi đấy. Thầy sẽ gặp em ở văn phòng vào tối nay. Cá là cô ấy sẽ bị phạt một tuần cho vụ này. Từ cá là 2 tuần. Quay trở lại bài của em, chúng ta hãy cùng kết thúc sự kiện lịch sử này với việc xem ai là người đã gọi điện cho em để phá buổi học của lớp. Đưa máy cho thầy. Thank you. Cảm ơn Fire. Em làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp. Kiko, Kiko, em muốn là người thứ ba bị phạt không? Dạ không ạ. Thưa thầy, đó là chuông của thiết bị máy tính mini của em. Em bị muộn làm thí nghiệm sinh học cho bữa lớp rồi ạ. Giáo sư của chúng ta đây, các cậu ơi. À, các nhà thám hiểm, các em có nhìn thấy thầy không? Rất to và rõ thưa thầy. Dạ thực ra thì em chỉ nói vậy thôi. Chứ nếu nói là rất im lặng và rất mất hình thì nghe không vần lắm. Thầy sao rồi ạ? Chúng có đối xử tử tế với thầy không ạ? Tốt, thầy vẫn ổn. Nhưng chúng ta cần nói chuyện nhanh lên. Tên hacker đã định tiến hành một vụ tấn công lịch sử khác. Em có tốc độ rồi chứ ạ? Rất to và rõ. Ôi, mình phải dừng nói câu này ngay. Rồi ạ, Boston, mùng 10 tháng 3 năm 1876. Sao quý ông xảo quyệt lại nhắm vào đó nhỉ? Thầy nghĩ hắn định làm gì ạ? Đưa bà của hắn đi biển nghỉ dưỡng chắc. Được rồi, chúng ta cũng đi tìm hiểu thôi. Tuyệt vời. Những cỗ máy số hóa của ta trông thật hoàn hảo. Nào, thử tưởng tượng hệ thống truyền thông của toàn bộ thế giới nằm trong tay ta. Và lịch sử sẽ không chỉ đặt dấu chấm hết, nó thậm chí còn chưa từng tồn tại. It will have never even existed. Và bây giờ là giai đoạn 2. Nếu gã hacker định thay đổi thời tiết năm 1876 thì tớ đồng ý ngay. Cái này
này làm tớ nhớ tới lần du thuyền trên sông Thames. Tớ rất có tố chất của một thuyền trưởng đấy. Đúng vậy, rất hợp với cậu, chỉ hò hét và bàn đùi trong khi những người khác làm hết mọi việc. Xin lỗi, nhưng các cậu đang làm gì trong phòng thuyền của bố tớ vậy? Chúng tớ vào đây để trú mưa, nhưng như cậu thấy đấy, thuyền trưởng đầy tố chất này thích nước. Xin lỗi nếu bọn tớ làm cậu giật mình nhé. Không sao, có khăn khô ở trong tủ đằng kia đó. Cậu không muốn bị cảm lạnh đúng không? Tớ từng bị ban đỏ và mất thính giác, nên các cậu không cần quá nhẹ nhàng đâu. Ý cậu là cậu không thể nghe được sao? Đúng vậy, nhưng cậu đã nghe thấy tớ nói mà. Không, đó là do tớ nhìn miệng cậu. Ồ, cảm ơn vì cho tớ mượn khăn. Sao cậu lại tới đây trong điều kiện thời tiết đáng yêu như này? Tớ đến kiểm tra con rìu của thầy tớ. Nó quả là tuyệt vời đúng không? Thầy ấy thực sự tin rằng một ngày nào đó con người có thể bay thẳng bằng mấy thứ thế này. Ông ấy là một nhà phát minh đại tài. Ôi, nhìn có vẻ vui quá. Thầy Alex đang thực hiện một phát minh có thể truyền giọng nói qua một cây dây. Cậu có tưởng tượng được không? Họ sẽ còn nghĩ ra được cái gì tiếp nhỉ? Khoan đã, tên đầy đủ của thầy cậu là gì? Tiến sĩ Alexander Graham Bell. Tớ nghĩ là thầy sẽ cho chúng ta xem thí nghiệm với phát minh của thầy. Thầy gọi đó là điện thoại. Anh có nghe thấy tôi nói gì không, Watson? Cái thiết bị vớ vẩn này. Chuyện gì vậy? Các người không biết là đang có người làm việc trong này hứ? Em xin lỗi, nhưng em không nghe thấy ạ. Ồ, Mibo đấy à? Thông cảm cho thầy nhé. Thầy không biết là em tới. Em dẫn theo bạn ư? Dạ, bọn em mong là có thể xem thầy thực hiện thí nghiệm với điện thoại ạ. Bây giờ thầy đang khá là bận. Ôi, xin thầy đấy ạ. Bọn em hứa là sẽ giữ trật tự tuyệt đối ạ. Đúng đấy ạ. Thầy sẽ không còn nhận ra chúng em đang có mặt ấy. Tôi được rồi, nếu các em hứa sẽ rất trật tự. Xin lỗi đã để anh phải đợi. Anh đã sẵn sàng chưa, Watson? Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 nhé. 1 2 3 Tôi muốn những người này bị bắt giữ và ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ông Bell, chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng chúng tôi phải bắt ông vì tội xâm phạm nhà bất hợp pháp. Nhưng tôi đã làm giờ một thí nghiệm vô cùng quan trọng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có gì, chỉ là mấy người xâm phạm nhà trái phép thôi. Xâm phạm ư? Đây là cửa hàng điện của ông William mà. Và tôi chắc chắn là các ngài không phải là ông William. Chúng tôi sở hữu cửa hàng này và chúng tôi có giấy phép chứng minh. Dù có hay không có ông William ở đây. Nào, giờ thì biến vào tù đi. Và chúng tôi sẽ tịch thu tất cả tài sản của ông thay cho tiền thuê nhà. Đó là quyền của chúng tôi. Không, các ông không thể. Tôi rất lấy làm tiếc ông Bell. Ông Watson, tôi e là cả hai ông cũng phải đi với tôi tới đồn cảnh sát. Đừng quên các ông nghe ở phòng bên kia. Nào, bây giờ hãy đi vứt tất cả đống này càng xa càng tốt. Sẽ không còn ai nghĩ ra được mấy cái trò này nữa. Tớ luôn lo chuyện như thế này sẽ xảy ra mà. Thầy ấy chưa kiếm được đồng nào từ các phát minh của mình. Những gã doanh nhân đó rất mờ ám. Và đó không phải là dân vịnh Bolton này. Tớ cũng nghĩ những gã này không phải là chủ nhà đâu. Chúng ta phải đuổi theo trước khi chúng phá hủy những thiết bị đó. Còn cả những ghi chép của ngài Bell nữa. Thiết bị sẽ không chạy được nếu ngài Bell và ngài Watson ở trong tù. Đúng vậy chứ không? Kimball và tớ sẽ tìm cách để đưa họ trở lại phòng thí nghiệm. Tớ nghĩ các cậu sẽ cần mang theo đồ nghề đấy.
Ý hay đấy. Tớ sẽ gặp lại các cậu sớm thôi. Có vẻ họ sẽ đưa thầy Alex và ông Watson tới khu nhà nghèo vì họ đâu có tiền bảo lãnh. Không được, chúng ta phải ngăn họ lại. Chúng ta đâu làm được gì. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Đi thôi. Tớ phải tìm cách đưa họ ra khỏi đó. Nếu cậu đưa họ đi, họ sẽ trở thành những kẻ đào tẩu. Họ sẽ không trở thành kẻ đầu tàu nếu chúng ta có thể chứng minh họ trong sạch. Cách làm thật ngược đời, đúng không? Thường thì người ta sẽ chứng minh ai đó vô tội để giúp họ ra ngoài. Cách làm ngược đời. Tớ nghĩ là tớ phải biết mình làm gì rồi. Nhưng cái này chỉ làm một mình được thôi. Thế có việc gì cho tớ làm nhỉ? Có chứ. Cậu hãy tìm cách chứng minh họ vô tội. Tớ biết cách rồi. Đừng lo, tớ sẽ gặp cậu sau. Đừng lo, nói thì dễ. Chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp chúng đâu. Công nhận là khó thật. Đừng bao giờ nói không bao giờ các cậu. Chúng ta sẽ đuổi kịp chúng. Đi thôi, theo tới nào. Ngồi đi quý ông. Các ngài sẽ được chuyển đi sớm thôi. Có lẽ tôi nên từ bỏ những thứ vô nghĩa này. Chuyện này xảy ra thật không đúng thời điểm. Chúng ta suýt nữa làm cho điện thoại hoạt động. Ít nhất thời còn dạy học, tôi vẫn đủ khả năng trả tiền thuê nhà và mua thức ăn. Tôi cảm thấy rất mông lung về các phát minh trên sẵn này, đặc biệt là cái điện thoại. Ngài không thể từ bỏ bây giờ được. Ngài béo, ngài sắp làm được rồi mà. Ngài béo, ngài béo, ngài béo, hãy nghe cháu này. Chúng cháu đang tìm cách để đưa ngài ra khỏi đây. Xin ngài đừng bỏ phát mình ra điện thoại. Xin chào. Ai đấy? Cái gì đấy? Cô ấy đó nói với tôi đừng bỏ cuộc phát mình điện thoại. Ai cơ? Ngài Bell. Cái này này. Tôi nghĩ là do ngài bị giam ở nơi này quá lâu rồi đấy. Được rồi Kiko, đi thôi. Đây rồi. Này cậu kia. Này cậu kia. Nhanh đánh xe ngựa đi. Chúng ta cần vận chuyển tù nhân. Có chuyện gì vậy? Sao không trả lời à? Hiểu chưa? Nice. Ngựa đẹp đấy. Được rồi, cậu nhóc, tù nhân đã bị khóa rồi. Hãy giữ chắc dây cương để ta mở cổng. Ồ, ý hay đấy. Dừng lại.
cố sự nhé, ta sẽ giúp ngươi. Ghét thật, nó đổi rồi. Ra đó và đánh chìm cái hộp đi. Không, lại là cái lũ phá hoại đó sao? Lần này các ngươi đừng hòng cản chúng ta. Các ngươi nghe rõ chưa? Các ngươi gieo gió thì sẽ gặt bão thôi. Khi câu, đưa chúng tớ ra khỏi đây. Giữ dây thừng nhé. Tớ bơi xuống đây. Chúng ta thắng rồi. Nhận lấy này. Cứu! Cứu với! Cho nó bay nào! Lên đường may mắn nhé! Đưa ta dây cương. Sẽ không sao đâu chàng trai. Đưa ta dây cương nào. What? Gì vậy? Đi nào ngài béo, ngài Watson. Chúng ta sẽ không còn thời gian đâu. Nào Watson, chúng ta bắt tay vào việc lại thôi. Này cô bé, cậu bị lạc đường á? Watson, tới đây. Tôi cần anh. Chúng là những kẻ thường dân nghèo hèn. Lũ đào tẩu kia rồi, bắt lấy chúng. Ngài Bell, thành công rồi. Tôi đã nghe thấy giọng của ngài qua điện thoại. Phát minh của ngài thành công rồi. Thưa ngài cảnh sát, cháu nghĩ ngài nên xem cái này. Đó là giấy tờ của ngôi nhà này và ngài sẽ thấy là ông William mới là chủ nhà, chứ không phải là những người này. Thưa các ngài, có vẻ như... Tôi xin lỗi vì những phiền phức vừa qua, thưa ngài. Nào hát, chúng ta cùng nhảy thôi. Được, nào. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Đưa chúng tớ về nhà cơ mà. À, ý cậu là cùng nhảy là thế ư? Nếu vậy thì... Ta đã cầm cái gì đấy? Một chiếc điện thoại à? Đúng vậy, một chiếc điện thoại. Ồ, đợi đã. Có một cuộc gọi cho các người. Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, đó là ông chủ của các người. Và ông ta nói rằng: lũ kém cỏi các ngươi, ta lập trình ra các ngươi để ngăn cản các bèo phát minh trên điện thoại, chứ không phải giúp hắn ta. Dạ ngài thấy đấy, lũ nhóc kia chúng... Lũ nhóc kia, ta chắn ngấy ngay lũ nhóc kia rồi. Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây. Cặp Nick à, ta thấy lũ học trò của nhà người lại dính mũi vào chuyện của ta. Người biết đấy, một ngày nào đó ta sẽ bắt được chúng. Và khi đó, nhà người sẽ nghĩ sao nhỉ? Chúng bị thế chính là vì người đấy, cặp Nick. Nhà người không soạn được ta hay học trò của ta đâu hết cơ. Nhà người sẽ thấy sớm thôi. Ta sẽ bắt được lũ nhóc đó. Khi đó không ai còn can được ta thay đổi lịch sử nữa. Fire, mặc dù có vẻ em rất thay sinh sáng đến mấy sự vụ ở trường ta, nhưng lần này đúng là em vô tội. Thầy nghĩ Eric và Monty có đôi điều cần nói về em. Các cậu cứ tự nhiên. Bọn tớ xin lỗi vì đã dán keo lên điện thoại của cậu. Cảm ơn. Nếu làm hỏng một chiếc điện thoại thì đúng là lãng phí lắm đấy. Em có thể đi được rồi, Fire. Nhưng mà Fire, nếu thầy còn bắt gặp em dùng điện thoại trong lớp, thì khi đó em sẽ phải xin lỗi đấy, và bị phạt nữa. Em hiểu ạ, thưa thầy Gruber. Cảm ơn thầy ạ. Thầy Gruber, nếu em dùng hai cái ống lon nối với một cái dây thì có bị tính không ạ? Và em được về rồi.